Trấn Thành lại gặp hay tự tạo sự kiện hot. Trấn Thành là cái tên sáng nhất mạng xã hội từ tối qua, 25 tháng 4 đến nay, khi bị tố đi ăn nhờ trả tiền hộ gần 190 triệu đồng nhưng sau 7 ngày vẫn không hoàn trả. Từ tối 25 tháng 4, cộng đồng mạng sôi sùng sục với thông tin liên quan đến Trấn Thành. Theo đó, một cô gái lên tiếng bóc phốt Trấn Thành do hết hợp đồng hôn nhân với Harry nên rủ cô ấy cùng Hiền Hồ và một người nữa tên Lâm. Được dự đoán là Lê Dương Bảo Lâm đi nhậu. Khi nhậu xong, mọi người về trước và cô ấy được Trấn Thành nhờ thanh toán vì anh quên mang thẻ. Do rất tin tưởng nên cô ấy đã thanh toán hóa đơn 4 người hết 187 triệu, nhưng đến giờ sau một tuần vẫn chưa được Trấn Thành hồi đáp về khoản tiền cần chi này. Cô này cho biết sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu như kể sai về câu chuyện trên và sẵn sàng để Trấn Thành kiện mình. Chưa biết thực hư sự việc thế nào khi phía Trấn Thành vẫn chưa lên tiếng phản hồi lại sự việc. Tuy nhiên, hầu hết cư dân mạng đều không tin vào câu chuyện này. Họ suy diễn sự việc được dựng lên để thu hút sự chú ý. Bởi lẽ, sợ can đồ này xuất hiện ngay khi phim Lật Mặt 6 của ca sĩ Lý Hải ra mắt. Và việc dựng lên sợ can đồ gắn liền với từ khóa Trấn Thành sẽ thu hút mọi sự chú ý. Thông tin và hình ảnh của Trấn Thành tràn ngập trên truyền thông số và đó là cách Lật Mặt 6 tạo sự kiện. Đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành bị vướng tin đồn tự tạo sợ can đồ để PR bản thân. Thậm chí, sợ can đồ bị tố chảnh chọe, bao rạp vì muốn riêng tư lần trước cũng bị đồn đoán là Trấn Thành tự tạo lên. Được biết, Trấn Thành đang chuẩn bị để quay phim mới mang tên Mai. Anh cũng sắp trở lại với chương trình truyền hình Người Ấy Là Ai